quý vị và các bạn. Hôm nay Kimberly chia sẻ món chè đậu trắng nha. Để làm món này thì Kimberly ở đây sẽ dùng cái đậu nè. Nó gọi là Black Eyed Peas, là đậu trắng đó ha. Kimberly sẽ xài cái đậu này, nó đã luộc sẵn rồi nha các bạn. Thì Kimberly sẽ xài 3 chén như vậy nha, 3 chén vuông như vậy. Kimberly đã đổ ra trong cái lon đó, Kimberly rửa nước nhiều lần cho nó thiệt là sạch nha các bạn, với nó rớt bớt cái mắt này nè ha. Ở đây là nếp ha, Kimberly dùng nếp ba cô gái nè. Các bạn sẽ đông một chén vuông nếp cho Kim. Các bạn lấy một chén vuông nha ha. Các bạn muốn dùng cái lường nào cũng được, nhiều hay ít thì tùy, nhưng mà cứ đông như vậy nha. Ở đây Kim có một lon nước cốt dừa ha, và một chén rưỡi đường ha, chén rưỡi đường. Kim Ly nấu vậy, còn các bạn ăn ngọt nhiều hay ít thì nêm theo khẩu vị của gia đình nha. Ở đây có hai gói vanilla ha. Kim Ly sẽ xài cái cornstarch để mình làm cho nó sạch tí xíu. Bây giờ Kim Ly sẽ đi vo cái này cho nó sạch nha. Mình vo 2-3 nước vậy đó. Rồi Kim Ly đã nấu cái nước sôi rồi. Ở trong này là 6 chén nước nha các bạn. Kim Ly cũng dùng chén này, Kim Ly đông là 6 chén ha. Bây giờ Kim Ly sẽ cho cái nếp vô nha. Nếp mình vo xong rồi đó, bây giờ Kim Ly cho vô. Mình nấu cho nó vừa nở ra thôi nha, đừng có nấu lâu quá. Khuấy một cái cho nó rời cái hạt nếp ra nè. Giờ mình chờ cho cái nếp nó sôi lại, nó nở ra nha các bạn. Rồi sau khi nó sôi lại 9 phút rồi nha các bạn, thì cái hạt nếp nó bắt đầu nó mềm, nó trong trong ra rồi nè các bạn. Giờ Kim Ly sẽ cho đậu vô nha. Đây nè, cho các bạn coi lại lần nữa nè ha. Nó chưa có nở bung tóe ra đâu. Bây giờ Kim Ly cho đậu vô nè. Bây giờ mình chờ cho nó sôi lại nha các bạn. Thì các bạn ăn nhiều đậu hay là ít thì tùy gia đình nha. Chờ cho nó sôi lại, mình sẽ cho những thứ khác vô. Rồi bây giờ đậu nó đã sôi lại thì Kim Ly sẽ cho đường vô nha. Mình cho hết một chén rưỡi đường vô nha. Rồi khuấy nó lên. Chờ cho nó sôi lại vài phút cho nó thấm. Nó thấm cái đường vô trong đậu với nếp. Các bạn nhìn nó lỏng vậy thôi, nhưng mà khi nó nở ra đó, nó sẽ nở đặt lại á. Tại cái nếp này nó chưa có nở hẳn nè. Các bạn nhớ sơ sơ nó nha, để không thôi nó bị dính dưới đít á. Chà thì nó dễ bị xích đít lắm. Rồi bây giờ nó sôi lại, các bạn hạ lửa nhỏ nha. Hạ lửa nhỏ để cho nó sôi thêm vài phút nữa nha các bạn, khoảng chừng 3 phút nữa để cho nó thấm cái đường. Để cho nó sôi im im thôi. Giờ Kimberly sẽ pha một muỗng canh bột bắp. Các bạn cho vào đây 3 muỗng canh nước nha. Một muỗng canh bột, 3 muỗng canh nước. Mình sẽ cho vào trong chè để cho nó có cái độ sệt, để cho cái nồi chè mình nó cũng khó bị giữa hơn. Các bạn vô cho vô từ từ nha. Không có bột bắp thì các bạn xài bột năng, nhưng mà Kimberly thì thích dùng bột bắp hơn. Tại vì Kim Ly thấy bột bắp á, khi mình tạo cái độ sệt á, nó sẽ khó bị giữa.
Bây giờ Kim Ly cho luôn một gói vanilla vô nha. Một gói vanilla 8g nha. Đó. Rồi mình trộn đều lên thì chờ cho nó sôi lại một cái là mình tắt lửa nha. Chờ nó sôi lại cho cái bột bắp nó chín với cái chè này à. Cái chè của mình nó không có bị dữa. Đây các bạn thấy không? Vừa nếp vừa đậu nó rất là vừa luôn ha. Em thấy vậy là vừa lắm thôi. Rồi nó sôi lại rồi nha các bạn. Chừng 2 phút đó mình tắt lửa nha các bạn. Đó. Sôi bùng lên cái ha. Ly sẽ cho nó qua đây nha. Chờ cho nó nguội. Bây giờ mình thắng nước dừa. Bây giờ mình mở lửa lại nha. Mình nấu nước cốt dừa. Đây Kim Ly cho một lon nước cốt dừa vô ha. Lon này là 400ml nha. Bây giờ Kim Ly sẽ cho nửa lon nước vô đây nữa. Đây Kim Ly cho nửa lon nước vô nữa nha. Cái món chè này nấu rất là nhanh, trong vòng 15 phút là gia đình có chè ăn rồi. Kim Ly sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng hơi nhiều tí xíu. Cho vào đây 2 muỗng canh đường cho Kim nha. Chờ cho nó sôi lại nha các bạn. Các bạn pha vào đây nửa muỗng canh bột bắp cho Kim nha. Và 2 muỗng canh nước. Khuấy đều nó lên ha. Mình sẽ tạo độ sệt cho cái nước cốt dừa. Đây khi nước cốt dừa sôi lại ha, các bạn hạ lửa nhỏ chút xíu để mình cho bột vô, không thôi nó bị ốc trâu. Kim Ly cho vô từ từ. Kim Ly chờ lại tí xíu nè nha các bạn. Bắt đầu nó sôi tim lại nè. Kim Ly sẽ cho một gói vanilla vô nữa nha. Gói này 8g nè. Mình dùng cái vanilla không có dùng lá dứa để cho nó lâu hư hơn á các bạn. Nhiều khi lá dứa nấu thì mình thấy nó mau hư hơn á. Mình để nó mau hư. Rồi nó sôi bùng rồi, giờ tắt lửa nha. Xong rồi đó, món chè đậu trắng rất là nhanh, trong vòng 15 phút thôi là mình có chè ăn rồi. Đây món chè đậu trắng của Kim, trong vòng 15 phút thì mình có thể nấu được nồi chè cho gia đình rồi đó các bạn. Các bạn thấy nếp với đậu nó vừa không? Cái hạt nếp đó, nó nở bút gì? Tới chừng mà khi mà nó nguội đó các bạn, nó sẽ nở bung ra nữa nha. Chứ nếu mà mình nấu như cháo thì tới chừng nó nguội là nó sẽ nát lắm. Mình sẽ bút chè ra chén nha các bạn. Bây giờ thì nó còn nóng nên là nó nhão nè. Nó chưa có đặt lại đó nè. Bạn thấy ha. À, các bạn mà để nguội là nó vừa lắm. Giờ mình cho nước cốt dừa vô nha. Đó, nước cốt dừa phải lỏng lỏng như vậy. Tại vì cái chè của mình nó đặc đó các bạn. Đây Kim Ly mời quý vị và các bạn món chè đậu trắng nấu cho gia đình ăn thử nha. Nấu kiểu này rất là vừa ăn luôn đó, mà cái hạt nếp rất là đẹp. Kim Ly mời quý vị và các bạn nha, ăn thử nha, còn nóng lắm đó. Cái này để nguội nó mới đặc lại nha các bạn. Độ ngọt vừa ăn, đối với Kim như gì là vừa. Thì các bạn chỉnh theo của gia đình nha, nhưng mà cứ nấu theo của Kim. Coi vừa hay không nha. Hạt nếp nó còn nguyên nè. Các bạn đợi nó nguội xuống đi, nó sẽ đặc lại rất là ngon á.
giờ nó còn hơi nóng á. Em lên mời quý vị. Nước dừa béo, thiệt béo. Còn cái đậu này nè nó mềm lắm các bạn. Các bạn mua ở chợ, chợ nào cũng có, chợ Mỹ cũng có luôn. Nó luộc sẵn gì thì khỏi mất công mình đó. Nhưng mà nó luộc rất là mềm, rất là bùi, thơm lắm. Và Kim Ly chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video kế tiếp. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh của Út Bạc Liêu nha. Bye bye, see you next time.